Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố 12 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận xử lý những thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, hoạt động kinh doanh dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo đó, người dân muốn phản ánh thông tin về hoạt động kinh doanh vận tải tại các bến xe, nhà ga, cảng thủy nội địa, các bến đò ngang, giá cước vận tải, những vi phạm của nhà xe, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải liên tỉnh có thể gọi 6 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Phản ánh về vi phạm trong hoạt động vận tải của nhà xe, nhà ga, bến đò. Những phản ánh về các vụ tai nạn giao thông, tình hình an toàn giao thông có thể gọi theo 5 số đang hiển thị. Bên cạnh đó còn có đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông.